phá xét bờ mình vô bờ mình thả ra đó. Rồi, vậy hả? Vậy hai bán cho con hết cái phần đó đi. Cái phần đó là mấy ký vậy Phật? Không có nhiêu đâu. Dạ, lấy ăn hết đi. Dạ. Dạ, vậy Phật. Dạ. Thôi vậy giao cho con luôn đi. Dạ. Giao cho con ký đó luôn đi. Ký gì? Cái sặc nãy về đó. Hết rồi. Hết rồi hả? Mua 5 ký bán ký à, bán cho ta 5 ký còn 4 ký lấy đồ chi với con chảnh thôi. Ở đây bọc này không sẵn đâu. Cái này mạnh tụ mẹ thôi. Sống không bao nhiêu không? Nó mạnh dữ lắm. Dạ, nhiêu rồi. Cái này ở đâu nhiêu Phật đem lên vậy? Cái này hai Bồ Tát từ đâu đem đây? Ở vùng dưới. Đổ nước vô không? Miền Tây mà tên gì ở đâu? Ở Sóc Trăng á. Sóc Trăng á anh gửi lên á. Dạ. Hai Bồ Tát đem từ xa xôi quá ha. Gửi xe lên cực khổ lắm. Hay gì họ cứu. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàng sanh. Chúng sanh sẽ tạo chứa ác nghiệp, gây do thủy tham sân si, cùng thân ngữ ý chi sẽ sanh những tiết chúng sanh gây sám hối. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàng sanh. Cân chưa vậy Phật? Dạ cân rồi đó anh, tại vì là sáng em mua 5 kg rồi bán hết 1 kg thì còn 4 kg không có giá. 4 kg. Không chanh đâu anh, tại bà tội chứ. 4 kg mà ký giá nhiêu? Nãy bán ký nhiêu? À, yeah. Lấy anh 300 đi, 320 lấy 300 đi anh. 320 đúng không? Dạ. Nè 320 nha cô Trang, cái này cá này là con mua hết 4 kg. Và 320 bà chủ này phụ 20 phóng sanh, phải không? Dạ. Nè cảm ơn nhiều. Nè. À, cô bóc giùm cho con 320 đi. Dạ. 100. Có thì lấy tờ 500 đi. 500 đi thối đi ha. Lấy 500. Rồi có 1 tấm rồi nha. Rồi. Đó là 300. 300 phụ 200 đi, ấy phụ 20 tấm xanh đi. Rồi không có. Đã tạ công đức gia đình nhiều rất nhiều. Dạ, dạ. Rồi. Chúc sức khỏe cả gia đình nha. Dạ. Rồi đây này rủ nhân viên này chúng con đi phóng sanh gia đình của Trang. Cô Lê Thị Huyền Trang tại Vũng Tàu. A Di Đà Phật. Ủa này không bỏ oxy hả? Dạ không, nó sống từ từ rồi sáng nó chữa mạnh lắm. Cảm ơn nhiều vậy. À, màu cái nhà đã xong lớn đó nha. Dạ, yeah, thật hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng con kính mời quý toàn thể khán giả cùng chúng con đến chợ để chúng ta có thể cùng phóng sanh. Do trong quá trình mà chúng con đi phóng sanh thì gia đình của cô Lê Thị Huyền Trang tại Vũng Tàu có gửi cho chúng con. Lần thứ nhất thì có gửi cho chúng con 200 và lần thứ hai thì gửi cho chúng con 100. Tổng cộng là 300 mà lâu lắm rồi chưa có thời gian gửi nên nhân viên đầy đủ đi xin phép. Toàn thể quý khán giả tận hơi không có pháp giới, mong mọi người đã cùng trên những cái kênh YouTube phóng sanh cùng theo chúng con đi giải cứu động vật và chia sẻ thêm với người già, trẻ em cũng như làm một ít việc tốt mà gia đình cô Lê Thị Huyền Trang tại Vũng Tàu đã có tâm huyết gửi gắm cái tin tưởng A Di Đà Phật. Mà thật sự là rất là ra chợ thì rất là đau lòng cả nhà. Ít khi nào cũng đi ngang qua chợ lắm, đa số thì thấy chịu không nổi nên bây giờ chúng ta cùng ra sông lớn và niệm Phật quy Tam Bảo cho quý vị đó nha cả nhà. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàng sanh. Chúng sanh sẽ tạo chưa ác nghiệp do vô thủy tham sân si, cùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh về sám hối. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàng sanh. Chúng sanh sẽ tạo chưa ác nghiệp do vô thủy tham sân si, cùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh về sám hối. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bàng sanh. Chúng sanh quy Phật cảnh, chúng sanh quy Pháp cảnh, chúng sanh quy Tăng cảnh. Chúng sanh sẽ tạo chứa ác nghiệp do vô thủy tham sân si, cùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh về sám hối. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho đến khi thành Phật, điều động một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, kính nguyện chư vị hãy hướng về Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. Ta Bà là cõi khổ, Cực Lạc nó là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não, tham, sân, si mà phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. Niệm Phật phóng sanh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc quảng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi vạn lữ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Đa tạ công đức của gia đình của cô Lê Thị Huyền Trang rất nhiều. A Di Đà Phật. Nhờ có cô không tiếc tiền tiếc của dạy cứu động vật. Hiện nay có hai cái bến, hai bến bên đây, hai bến rất là lớn. Hy vọng là mọi người cũng phát tâm phóng sanh, học theo gương bố của gia đình cô Lê Thị Huyền Trang nha cả nhà. Ở đây thả cho quý vị đội gắng tu tập niệm Phật, quay lại Ta Bà của độ chúng sanh, thành Phật thành Bồ Tát. Nhờ ơn đức của gia đình của cô Lê Thị Huyền Trang mà nay quý vị được có một cái nơi tu tập rất là lý tưởng. Hay gì đó Phật. Đây cả nhà, đây là cái bến cảng nha cả nhà, rất là lớn. Đây, cả nhà thấy không? Thả cho quý vị đó, tại vì trên quá trình mà đi mua thì chúng con đã đi rồi, chứ mình ra đây mà mình làm lễ lâu quá cá sẽ chết, sau đó không những không phóng sanh mà sẽ là sát sanh cả nhà. Chúng ta cũng sắp tới gia đình của cô Lê Thị Huyền Trang cũng như toàn thể khán giả tận hưởng không khí pháp giới. Mong mọi người học theo tấm gương tốt của gia đình cô Lê Thị Huyền Trang nha cả nhà. Đây, ở đây có một cái bãi đá, nhưng mà cả nhà cẩn thận vì đi xuống đây rất trơn, rất là nguy hiểm, không có an toàn đến với chuyện như trẻ em và phụ nữ. Ở đây rất là nguy hiểm vì chúng con đã từng té và đập đầu một cái cớp, nhưng nhờ cái nón bảo hiểm không sao cả nhà. Rất là trơn cả nhà, rất là nguy hiểm, không an toàn. Nếu cả nhà đây và đặc biệt là không biết bơi thì không nên lội đây, vì ở đây là lún xuống là sẽ không lên được, bùn rất là sâu cả nhà. Đây là Phật. Chúng ta cùng quý vị gắng niệm Phật nha. A Di Đà Phật. Mấy Bồ Tát này rất là mạnh cả nhà, toàn là cá sặc trứng không, cá sặc có trứng này. Vị Bồ Tát bán cá cũng rất là từ bi, đã phụ thêm 20.000 gia đình cô Lê Thị Huyền Trang. Ở đây rất là trơn cả nhà, không phải đơn giản mà chúng ta thấy như vậy mà chúng ta xuống nó không an toàn, xuống được nhưng sẽ lên không lên được. Chúng ta lại đằng kia một chút, vì đằng kia cái 7G nó thấp hơn. Cái men đá này chúng ta phải đi cẩn thận rất là trơn nha. Ở đây rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Ây da Phật. Đây. Đây. Ai gì da Phật. Đây. Nguyện cầu cho gia đạo của cô Lê Thị Huyền Trang được bình an, dàn sự như ý, tâm nghị sự thành, vô lượng các tường. Tâm lượng của gia đình cô Trang cũng rất lớn. Cô cũng mong muốn cho toàn thế giới này được quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh được sống trong an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Cô cũng nguyện cầu cho tất cả các dịch bệnh được tiêu trừ, mau mau được hóa giải. A Di Đà Phật. Đi nha, rồi đi vui vẻ nha. Gì đâu. Cầm cái bao cho chắc nha cả nhà, nếu cả nhà cầm không chắc là sẽ cá chết trong này nhiều lắm á. Đi niệm Phật, Phật là Bồ Tát nha, đem ra bàn phổ độ chúng sanh nha. Rồi quá mạnh luôn cả nhà, rất là mạnh luôn á, thả xuống là đi liền luôn. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cá có bầu nhiều quá cả nhà, có bầu trứng không á? Ở gì Bồ Tát đi đi, A Di Đà Phật đi đi nha, đừng ở đây lâu quá, người ta bắt lại. Đi đi A Di Đà Phật. Nè, cả nhà thấy mạnh kia không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái nào cũng có trứng to lắm. A Di Đà Phật. Mừng quá A Di Đà Phật. Thế là hôm nay đã là viên mãn rồi. Không có thời gian nhận được của cô chắc cũng mấy tháng rồi nha. Con không nhớ luôn A Di Đà Phật. Để đủ nhân viên thì được viên mãn rồi. Để cả nhà thấy không? Mừng quá trời luôn A Di Đà Phật. Rồi đa tạ công đức gia đình của cô Lê Thị Huyền Trang tại Vũng Tàu rất nhiều. Nhờ có cái gia đình cô không tiếc tiền tiếc của bỏ tiền của chủ quyền chúng sanh, công đức vô lượng A Di Đà Phật nè. Cả nhà thấy mừng ghê không? A Di Đà Phật. Đó, đi hết luôn rồi. À, mừng quá mà. Đây nè, ra ngoài đi con. Vô đây chi. Thật ra rất trơn nha cả nhà. Ở đây không an toàn. Đây, mừng quá ha. Và sáng giờ mới được giải cứu á. Mừng quá. Ông bà chủ thì cũng thông báo là mua 5 kg, nhưng mà sáng giờ ngồi bán được có 1 kg à, còn 4 kg. Đúng là nhân viên bán cho người ta thì 80. Ông bà chủ biết phóng sanh nên bán với giá là 70 à, nhưng mà ông chủ nói 8 là 432 thì 320 thì nó là 300 thì thôi, chẳng tròn tiền thì con mua hết số cá sạch này luôn. Tại vì cái cá này được đóng từ miệng sông nước Sóc Trăng lên cả nhà. Là gì đó. Cảm ơn gia đình cô rất nhiều ạ. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sanh này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ăn nặng, trên khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con cũng nguyện đem công đức này cầu cho gia đạo của cô Lê Thị Huyền Trang được bình bình an an, dạng sự nhí, vô lượng các tường, thân thể khang kiện, tập nghị sự thầm, nguyện cầu cho quốc thái dân an, tất cả chúng sanh được an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Đó, thường chúng con thả xong thì chúng con sẽ ở lại khoảng nửa tiếng 1 tiếng gì đó thì để cho quý vị đi nha, cho quý vị tỉnh táo, quý vị đi nha. Nè, nhà thấy không? Mừng quá, chưa có thích nghi kịp nhưng mà rất là vui, bơi rất là lượng là đã, cả nhà thấy không? Mừng quá đó. Gì đó. Nếu cả nhà có muốn xem thêm nhiều video hay và ý nghĩa thì đánh những cái từ khóa như là TIUN, đó là chữ Tiun, mà cái trang YouTube thầy Tiun đã làm rất nhiều trang YouTube, mọi người có thể liên hệ trực tiếp để có thể có những cái chương trình giải cứu động vật và bảo vệ môi trường trên quy mô toàn thế giới. Chúng con cảm ơn cả nhà rất nhiều, cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng chúng con trong cái quá trình chia sẻ yêu thương với người già và trẻ em, giải cứu động vật. A Di Đà Phật. Này cả nhà, rất là mạnh cả nhà, A Di Đà Phật. Mừng quá luôn á. A Di Đà Phật. Đi hết chưa? Đây còn một Bồ Tát nằm ở đây nữa nè cả nhà. Bồ Tát này đây. Ba cũng còn mạnh lắm nha. A Di Đà Phật nè. Đi đi quý vị. Nằm sáng giờ mà ra ha. A Di Đà Phật. Đó, nhờ có gia đình của cô Lê Thị Huyền Trang đã giải cứu cho quý vị đó. A Di Đà Phật. Chúng con thì đã làm hết cả gia tài rồi cả nhà. Phóng sanh và từ thiện hết cả gia tài rồi, không còn có khả năng để giải cứu gì nữa. Thôi dành cho những cái những người đáng công viên xem được những video này, mong mọi người tiếp tục hành trình sứ mạng. Chúng con đã từ thiện cả gia tài và phóng sanh hết cả gia tài này cả nhà. A Di Đà Phật. Đây, kìa cả nhà thấy chưa? Mừng quá nè. Đây, quý vị đã mừng quá. A Di Đà Phật ơi. Thường thường thì chúng con giải cứu những loài động vật khác thì chúng con đến tận rừng Nam Cát Tiên, hoặc là đi những cái vùng xa lắm cả nhà, đi về Vĩnh Long, Sóc Trăng, hoặc là Cần Thơ, hoặc là Long An, hoặc là tất cả các tỉnh. Nói chung là chúng con học theo gương của quý thầy quý cô, cũng như tất cả huynh đệ đồng tu tỷ muội, làm tấm gương tốt. Vì bí quyết là ăn chay niệm Phật phóng sanh để không có bị kết quan gia trái chủ, và có thể trả hết nợ xưa, nợ nhiều đời nhiều kiếp đã sát hại não loạn quý vị. Nên thành tâm xin sám hối. A Di Đà Phật. Đoàn án tu thiện, ăn chay niệm Phật phóng sanh đoàn án tu thiện là bí quyết mấy chục năm qua con không có tốn tiền thuốc, kính thưa cả nhà. Không có tốn tiền thuốc, cũng chẳng có tốn tiền bác sĩ. Đa tạ chư Phật chư Bồ Tát Tam Bảo đã thì từ gia hộ cho chúng con. A Di Đà Phật. Đó, đi hết rồi đó cả nhà. A Di Đà Phật. Những cái bãi đá này rất là trơn nha cả nhà. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ dễ bị đập đầu vô đá, đặc biệt là những người phụ nữ và trẻ em. Phải hết sức cẩn thận. A Di Đà Phật. Đây, và không nên đến những cái nơi hoang vắng này vào ban đêm, đặc biệt rất là nguy hiểm. Thì bây giờ chúng con xin phép dừng video tại đây. Chúc toàn thể khán giả yêu thương tận cùng hư không khó giới, gia đình bình an, vạn sự như ý, thân thể khang kiện, vô lượng cát tường, từ bi trùm khắp pháp giới, hiện ý khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. Như thôi. Nên thường thì chúng con đã quy y Tam Bảo trên quá trình đi đến đây rồi cả nhà. Mua thì chúng con cũng đã quy y luôn tại ngoài chợ, không để quý vị đã chờ lâu. Chúng ta đến đây phóng sanh xong rồi chúng ta làm lễ nhanh gọn lẹ, chỉ cần vài phút và chúng ta về, chứ không để kéo dài quá thì những cái vị Bồ Tát này sẽ chết chắn cái mặt sông. Hay gì đó. Và sau khi phóng sanh xong thì chúng con kiểm tra lại xem còn gì nào nhé. Đi hết rồi cả nhà. Rồi phóng sanh xong thì cũng bảo vệ môi trường là chúng ta sẽ gom những cái túi ni lông này lại cả nhà. Gom những cái túi ni lông này lại để không gây ô nhiễm môi trường nguồn nước. Đây, con sẽ gom lại và bỏ vào thùng rác. Đây gì đây? Đây đã viên mãn rồi. Đây. Chúng con thành kính tri ân gia đình của cô Lê Thị Huyền Trang rất nhiều ạ. Đây gì đây Phật. Rồi, cảm ơn toàn thể quý khán giả yêu thương. Kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả yêu thương ở những video hay và ý nghĩa tiếp theo. Gì đây Phật. Ở đây thì chúng ta thả cũng đúng loài nha cả nhà. Ếch nè, ốc nè, cua nè, rắn lương thì chúng ta xả sát bờ thôi. Có cỏ, có lục bình, nó sẽ từng lợi hơn. Còn chúng ta mà thả ếch mà giữa sông sẽ bơi quá đuối chân thì nó sẽ chết cả nhà. A Di Đà Phật. Ốc cũng không thể nào mà dưới sông mà chìm, mà dưới sông mà giữa lòng sông mà bơi vô được. Mấy ngày trời chưa vô được tầm người ta. Còn lương cũng vậy, lương thì cũng sát gần bụng cả nhà. A Di Đà Phật. Thôi, chúng con xin phép dừng video ở đây để không làm mất thời gian mọi người niệm Phật nữa. Mọi người niệm Phật tiếp nha. A Di Đà Phật. Rồi, xin cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại toàn thể khán giả yêu thương ở những video hay và ý nghĩa tiếp theo. A Di Đà Phật. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xin làm các việc lành lành, hàng năm đều như ý. A Di Đà Phật. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. A Di Đà Phật. Xin chúc phúc mọi người. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Ở đây thì chúng con phải xin những vị bảo vệ tốt bụng, những cái vị Bồ Tát này cho vào đây phóng sanh. Ở đây thì không ai bắt lại cả nhà, được cái là an toàn. Ở cái khu này nó an toàn quá nên không ai bắt được. Đây, có những người họ phóng sanh cá lóc, cá rô, cá chê nữa nè, quá trời luôn nè cả nhà. Thôi, chúng ta xin phép dừng video ở đây ạ. Đường đi, đặc biệt hôm nay á, thì mưa mới về xong cả nhà. Mưa lớn ghê luôn á, mưa quá trời lớn luôn. Vậy thôi, sáng giờ không có ra được. Mà hôm nay ở nhà bận là con rất là nhiều việc, không có thể. Hồi xưa con lúng ra đây nè, lên không rút chân lên được luôn cả nhà. Rồi té đập đầu một cái cớp, hay là chúng con có đội nón bảo hiểm đó. Nên nó cũng không cách nổi nào. Chỉ là bị một vị Bồ Tát ếch rất là dễ thương, nhảy một cái chùm xuống luôn cả nhà, thấy không? Quá là mạnh luôn. Wow. Ở đây thì chúng con phóng sanh rất là nhiều cả nhà. Cũng không ai bắt lại, thì ở đây là một cái khu này là cái khu cảng, không có ai vào đi được. Gì đẹp. Rồi, chúng con cảm ơn cả nhà rất nhiều. Kính chào và hẹn lại toàn thể khán giả yêu thương ở những lần phóng sanh tiếp. Mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng chúng con. A Di Đà Phật. Để cha hiếu cho ông bà cha mẹ, mỗi ngày bỏ một hộp lâu ngày về tháng thì cái lưu đó cũng đầy nha cả nhà. A Di Đà Phật. Chúng ta làm là con trai con gái, cháu trai chú gái chúng ta hưởng chứ không có ai hưởng. Mạnh dạn mà làm, đừng đắn đo suy nghĩ. A Di Đà Phật. Để tiền bạc châu báu lại chưa chắc con cháu không được, để sách vở lại chưa chắc con cháu đã đọc, nhưng trong âm thầm lặng lẽ chúng ta để âm đức thì con cháu sẽ hưởng được cái phần đó nha cả nhà. Ở đây là một cái cảng rất là lớn. Cảng này thì là cái cảng trung chuyển rộng lớn lắm cả nhà thấy không? Không có ai vào đây câu cá được, mà cũng đánh cá hay là chích điện được đâu cả nhà. A Di Đà Phật. Thôi chúng con xin phép dừng tại đây ạ. A Di Đà Phật. Cả nhà thấy quang cảnh của cảng đẹp không ạ? A Di Đà Phật. Thì cấp trước thì chúng con thả ngay đây nè cả nhà, một cái bãi sông này rất là dài thì chúng ta con thả nơi đây cũng là tiện lợi, nhưng có điều thả ở đây thì cao quá, sợ gì xuống đây quý vị bị sốc nước, nên chúng con phải tìm một cái bãi bồi đây. Cả nhà thấy không, nay nước nó cứ càng chắc cầu khoảng 10 mét á. Tại vì đâu bên kia là cái giáp canh giữa tất cả các quận huyện rất là lớn. Có một bến phà nữa, phà đây cũng thuận lợi lắm cả nhà, chỉ có 3.000 đồng thôi, 3.000 đồng mà chúng ta có thể lên phà Phóng Sanh. Nhưng mà đây đầy đủ nhân viên thì chờ cũng mát, không có mưa thì chúng con cũng đi xuống tận bờ sông các quý vị. Chúng con xin phép được cùng cả nhà chúng ta, đây có những bến phà nè, các em nhỏ đang vớt cá này cả nhà thấy không? Này cá Phóng Sanh này, đó, ta đi ghe về đó. Người ta bán cá này, ta đi ra về. Đây là cái bến phà này cả nhà. Đây, bến phà rất là đẹp. Và chúng con sẽ đi men theo bến phà để đi về. hay những cái người miền Tây họ lên trái cây để họ bán. Cái đường này thì chúng con sẽ quay về nó rất là thuận lợi và nó sẽ hơi nhỏ một chút. Chúng con sẽ đi đường lớn, không đi đường nhỏ, rất là nguy hiểm. Để mình quay lại. Bến phà này hoạt động suốt 24/24 luôn các nhà, không có cần nghỉ. Cả nhà thấy không? Đó, cái bến phà này là chở, chúng con thường phóng sanh buổi tối cũng đi bến phà này cả nhà, 24/24 không ngừng nghỉ. Đây những cái người bán cá thì họ cũng đã quay về nhà với một chiếc ghe. Cái này chắc ở nhà quê mình gọi là chiếc tắc gán đó. Là có khi chúng con đi phóng sanh thì chúng con cũng ra cái phà 50 khách này nè, chúng con đi ra, chúng con đứng ở đuôi phà, chúng con đổ, nhưng này đầy đủ thì phóng sanh cho quý vị ở cái nơi an toàn nhất. Đây, ở nhà thấy người ai cũng phải mua sinh kiếm sống hết á, nhưng mà cũng cần trách nhiệm vợ chồng con cái. Chúng ta đến cuộc đời này là để hiếu thuận cha mẹ và đừng về con cái nên người cả nhà. Thôi chúng con mời cả nhà cùng chúng con đi phóng sanh cô Lê Thị Huyền Trang tại Vũng Tàu nha cả nhà. A Di Đà Phật. Mời cả nhà cùng chúng con đi phóng sanh dùm gia đình cô Trang à. A Di Đà Phật. Có nhu cầu mà phóng sanh đó hay thả tro thả cố thì cả nhà cứ liên hệ trực tiếp với chúng con nha. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng con một ngày. Nếu mà quý vị thả tro cố phải đi phóng sanh ở trên sông Sài Gòn thì chúng con vẫn có đò cho mọi người. Đò 10 chỗ ngồi hoặc là đò 30 chỗ ngồi đều có chỗ, quý vị cứ đặt trước. Thả tro cốt hay là du lịch để chúng con gần rất là vui vẻ đón tiếp mọi người. Ông hy vọng sẽ phục vụ cho mọi người trong những cái chuyến phóng sanh cùng thiện nguyện trong gia đình. Mọi người có liên hệ trực tiếp với chúng con dặn trước một ngày qua số điện thoại của chúng con là được đọc ở trên đây cả nhà, 0703 257 040. Số này có Zalo nha cả nhà. Nếu ai có nhu cầu phóng sanh thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với chúng con. Đầy đủ nhân viên thì chúng con sẽ chia sẻ cùng quý vị. Tại vì thời gian cũng không có, không dám hứa, mất lời hứa không làm được. Đây hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng con cũng đến đây đến chợ này để làm một ít việc. Cái nghĩa là lấy công chuộc tội. Ngày xưa chúng con sát sanh nhiều quá. Nay chúng ta cùng theo chân của gia đình cô Lê Thị Huyền Trang, gửi với chúng con 300.000 thì chúng con cố gắng thả cho gia đình của cô. Chúng ta cùng đến chợ để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hay gì đã thôi.